Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin dịch trưa trên các nền tảng của SBNC. Bản tin ngày hôm nay 27 tháng 6 sẽ có những nội dung chính. Thành phố Hồ Chí Minh thành lập thêm bệnh viện giả chiến, nâng tổng số giường điều trị Covid-19 lên 10.000. Trong nước thêm một bệnh nhân Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh qua đời, trở thành ca tử vong thứ 75. CDC Đồng Nai khẩn cấp tìm người từng đến chợ đầu mối Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền Giang, một nhân viên ngân hàng dương tính lần một với Covid-19. Tại Hưng Yên, hàng loạt các công nhân dương tính với SARS-CoV-2. Ghi nhận 12 ca Covid-19 mới trong 24 giờ, Quảng Ngãi khẩn cấp ứng phó. Trên thế giới, số ca mắc Covid-19 mới tại Indonesia tiếp tục đạt đỉnh. Malaysia gia hạn lệnh phong tỏa toàn diện đài loan ghi nhận ca nhiễm biến thể delta đầu tiên trong cộng đồng Theo thông tin của Bộ Y tế, tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 27 tháng 6, trên cả nước có thêm 76 ca mắc Covid-19 mới tại 4 địa phương, riêng thành phố Hồ Chí Minh đã có 65 ca. Các địa phương khác bao gồm Hưng Yên 8 ca, Bắc Giang 2, Bắc Cạn 1. Trong số 76 ca nhiễm mới có 71 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu phong tỏa, 5 ca được phát hiện ngoài cộng đồng. Như vậy tính đến 12 giờ ngày 27 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 13.641 ca ghi nhận trong nước và 1.760 ca nhập cảnh. Số ca ghi nhận trong nước tính từ đợt bùng phát mới nhất ngày 27 tháng 4 đến nay là 12.071 người, trong đó có 3.363 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai bệnh viện giả chiến thu dung điều trị COVID-19 và nâng tổng số giường điều trị COVID-19 lên 10.000 giường. Quyết định trên đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố đã hơn 2.000 trường hợp và được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Theo đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch bổ sung các bệnh viện giả chiến chuyên thu dung dùng để điều trị COVID-19 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ với quy mô 5.000 giường việc thiết lập các bệnh viện giả chiến được thực hiện dựa trên việc tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có trên địa bàn. Cụ thể, ký túc xá Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 1.000 giường sẽ trở thành bệnh viện giả chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1. Ký túc xá khu A của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh quy mô 4.000 giường sẽ trở thành bệnh viện giả chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2. Dự kiến bệnh viện giả chiến thu dung điều trị số 1 sẽ được sớm đi vào hoạt động. Bệnh viện giả chiến thu dung điều trị COVID-19 số 2 sẽ sẵn sàng đi vào hoạt động khi có yêu cầu của ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố. Về nhân sự, Sở Y tế sẽ luân phiên bác sĩ và điều dưỡng từ các bệnh viện công lập để phụ trách chuyên môn. Tiếp tục sử dụng những nhân sự đang công tác tại hai khu cách ly tập trung trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nơi sẽ chuyển đổi thành bệnh viện giả chiến để phụ trách hậu cần. Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong thứ 75 liên quan đến COVID-19 là bệnh nhân 9779 là nam 80 tuổi, có địa chỉ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, hút hội chứng cấp sinh. Bệnh nhân có kết quả dương tính vào ngày 10 tháng 6 và được chuyển đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu trong tình trạng sốt, khó thở. Theo tiểu ban điều trị cho biết bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực thở máy, lọc máu, kháng sinh phổ rộng, kháng viêm, kháng đông, thuốc duy trì vận mạch, Tuy nhiên do tuổi cao, bệnh lý nền nặng, mặc dù được bệnh viện giúp sức cứu chữa nhưng bệnh nhân không qua khỏi và tử vong lúc 5 giờ ngày 26 tháng 6. Với chẩn đoán tử vong là sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do Covid-19 biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển trên bệnh nhân toan huyết áp gút có sinh do thuốc. Cũng theo thông tin từ tiểu ban điều trị cho biết, tỷ lệ bệnh nhân có tiến triển nặng trong đợt dịch này khá cao. Hiện tại, các bệnh viện có tới 50 bệnh nhân nguy kịch, phải thở máy xâm nhập hoặc chạy ECMO, có 10 người trong đó tiên lượng tử vong. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai vừa phát đi thông báo khẩn tìm người sinh sống làm việc tại tỉnh này từng đến chợ đầu mối Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để mua bán, vận chuyển hàng hóa từ ngày 1 tháng 6 đến nay. CDC Đồng Nai yêu cầu các trường hợp phải nhanh chóng liên hệ đến cơ quan y tế gần nhất để khai báo. Về diễn biến dịch bệnh tại địa phương này, sáng nay ngày 27 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện 6 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 5 bệnh nhân ở xã Gia Kiệm, Gia Tân, huyện Thống Nhất và một trường hợp ở phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa. Lực lượng chức năng đang phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất và thành phố Biên Hòa truy vết các trường hợp có liên quan. Cũng liên quan đến việc dịch bệnh tấn công các chợ đầu mối tối ngày 26 tháng 6, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị tạm dừng hoạt động chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn từ 0 giờ ngày 28 tháng 6 đến 0 giờ ngày 4 tháng 7. Việc ngưng hoạt động do tại chợ xuất hiện 19 trường hợp mắc COVID-19 trong khi đó cơ quan chức năng tỉnh tiền giang vừa thông tin qua kết quả xét nghiệm bằng phương pháp pcr của bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang một nhân viên PIDV tiền giang đã dương tính lần một với sars cov 2 trường hợp này là nữ sinh năm 1974 trú tại phường 10 thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang là nhân viên kho quỹ của PIDV tiền giang có địa chỉ tại đường nam kỳ khởi nghĩa phường 1 thành phố mỹ tho sáng ngày 26 tháng 6 chỉ có triệu chứng sốt nên đến bệnh viện quân y 120 khám bệnh tại đây qua tác nhanh của bệnh viện cho thấy mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức, chị được bệnh viện này thật cách ly, thực hiện lấy mẫu, chuyển đến bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang, xét nghiệm bằng phương pháp PCR và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Thông tin về ca dương tính là một, ngay lập tức được chuyển đến ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Mỹ Tho. Cơ quan chức năng của thành phố đã khẩn trương khoanh vùng, truy vết lập danh sách những người tiếp xúc. Thông tin dịch thể ban đầu cho thấy chị này có tiếp xúc với đồng nghiệp làm việc chung phòng với kho quỹ. Người này có đến công tác tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 6 khi trở về có khai báo y tế tại địa phương và được test nhanh có kết quả âm tính. Trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 6, chị chỉ đi làm tại ngân hàng, trưa về nghỉ trưa tại nhà cha mẹ ruột ở phường 4 thành phố Mỹ Tho và chiều về nhà cha mẹ chồng tại phường 10 thành phố Mỹ Tho ngay trong đêm 26 tháng 6, những người tiếp xúc gần với chị H đã được chuyển đến cách ly tập trung tại khu cách ly y tế của thành phố Mỹ Tho. Chồng và con của ca bệnh này làm việc tại ngân hàng thương mại của phần quốc dân chi nhánh Tiền Giang tại phường 7, thành phố Mỹ Tho. Danh sách những nhân viên ngân hàng tiếp xúc gần với chồng và con của chị cũng đã được lập và yêu cầu cách ly tại nhà. Hiện cơ quan chức năng của thành phố Mỹ Tho đang tiếp tục truy vết những trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến ca nghi mắc Covid-19 này. Tại Hưng Yên, sau khi liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp dương tính với sars cov 2 là công nhân tại công ty Tân Á Hưng, thị trấn Yên Mỹ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo khẩn các sở ngành liên quan tăng cường biện pháp phòng chống dịch, phong tỏa nhiều khu dân cư nơi ca bệnh sinh sống. Riêng trong sáng nay, ngày 27 tháng 6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hưng Yên thông tin địa phương đã ghi nhận 4 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tân Á Hưng tức công ty Tân Á Hưng, trụ sở tại thị trấn Yên Mỹ dương tính với SARS-CoV-2. Hiện Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ đã phong tỏa công ty Tân Á Hưng. Công ty này rộng 7 ha, có tổng số 520 công nhân, người lao động làm việc. Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, xuất hiện nhiều ổ dịch mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu các sở ngành huyện thị tăng cường biện pháp chống dịch. Tỉnh Hưng Yên yêu cầu tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, game, rạp chiếu phim, hoạt động phòng tập gym, yoga, spa, cơ sở làm đẹp, cơ sở cắt tóc, gội đầu, các khu vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống, vỉ hè, quán cà phê, nhà hàng ăn uống phục vụ tại chỗ tạm dừng các lễ hội, hoạt động sự kiện tập trung đông người, các hội nghị đông người chưa cần thiết. Sở Y tế, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện tăng cường lực lượng để nhanh hơn nữa công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm đối tượng nguy cơ. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Nghệ An vừa thông tin địa phương đã ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn, trong đó có 3 trường hợp ở huyện Diễn Châu là người trong một gia đình. Như vậy tính đến sáng ngày 27 tháng 6, tỉnh Nghệ An đã phát hiện 72 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó huyện Nam Đàn lần đầu tiên xuất hiện ca nhiễm COVID-19. Tính đến sáng ngày 27 tháng 6, Quảng Ngãi tiếp tục ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 phát hiện trên địa bàn toàn tỉnh lên 21 trường hợp. Đáng quan tâm là chỉ trong ngày 26 tháng 6, Quảng Ngãi đã ghi nhận 12 trường hợp dương tính, đều ở xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, nơi bệnh nhân 14.442 sinh sống. Như vậy, tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển từ trạng thái bình thường mới sang trạng thái với mức nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao. Vì thế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ra chỉ đạo về công tác phòng chống dịch với mức độ cao hơn. Để triển khai phòng chống dịch có hiệu quả, đặc biệt là đợt dịch phát sinh lần này, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Công an tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Ủy ban nhân dân các địa phương tiếp tục truy vết, điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc với F0 để thực hiện các biện pháp y tế kịp thời. Nếu F1 trở thành F0 thì đưa F2 lên F1 để thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Đây là việc ưu tiên làm ngay trước mắt. Xã Phổ Châu, phường Phổ Thạch, thị xã Đức Phổ bắt đầu áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng từ 12 giờ ngày 26 tháng 6 cho đến khi có thông báo mới. Sáng nay, ngày 27 tháng 6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên đã công bố số ca nhiễm sars-cov-2 mới được phát hiện từ chiều ngày 26 tháng 6 đến sáng ngày 27 tháng 6. Theo đó, số ca nhiễm mới tăng lên đột ngột với 18 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm ở tỉnh này lên 38 người, trong đó tập trung ở hai địa phương là thành phố Tuy Hòa 13 trường hợp và huyện Sơn Hòa 5 trường hợp. Đáng quan tâm là có một trường hợp dương tính với sars-cov-2 ở thị trấn Cũng Sơn, huyện Sơn Hòa đã bỏ trốn từ khu cách ly tập trung từ tối qua. Ngày 26 tháng 6, đến trưa nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên đã cho biết tìm thấy ca bệnh này tại nhà riêng. Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, ca bệnh là nữ sinh năm 1975, ngụ khu phố Đông Hòa, thị trấn Cũng Sơn, huyện Sơn Hòa. Trao đổi với báo giới, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy bà này khi đang trốn ở sau vườn nhà mình. Hiện lực lượng chức năng huyện Sơn Hòa đã đưa bà này về khu cách ly điều trị. Trong 24 giờ qua, Bộ Y tế Indonesia thông báo ghi nhận gần 21.100 ca mắc Covid-19 mới, mức tăng trong ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát tại quốc gia này. Cùng ngày Indonesia cũng có thêm gần 360 ca tử vong. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này là gần 2.094.000 ca, trong đó có hơn 56.700 người không qua khỏi. Với những con số trên, Indonesia vẫn tiếp tục là tâm dịch nóng nhất của cả khu vực Đông Nam Á. Số ca mắc mới gia tăng mạnh cùng với sự lây lan mạnh mẽ của biến chủng mới trong tuần qua đã khiến hệ thống y tế nước này bên bờ vực khủng hoảng. Theo ghi nhận, công suất sử dụng giường điều trị tại các bệnh viện đã vượt 75% ở thủ đô Jakarta và một số khu vực khác bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Hiện chính phủ Indonesia vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các biện pháp nhanh nhạy phù hợp nhằm có thể kiểm soát được dịch. Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin mới đây thông báo tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa toàn diện. Vì lệnh này sẽ kết thúc vào ngày mai 28 tháng 6, quyết định trên được chính phủ Malaysia đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại quốc gia Đông Nam Á vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ông Yassin cho biết họ sẽ không nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch cho đến khi số ca mắc COVID-19 mới tại Malaysia giảm xuống dưới 4.000 ca mỗi ngày. Trong 24 giờ, quốc gia này ghi nhận hơn 5.800 trường hợp nhiễm mới và 81 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại đây lên gần 728.500 ca, trong đó gần 4.900 người đã không qua khỏi. Giới chức Đài Loan cho biết hòn đảo vừa ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể Delta đầu tiên trong cộng đồng tại huyện Bình Đông, phía nam Đài Loan. Nhằm kiên quyết chặn đứng nguy cơ lây lan rộng của biến thể mới, lãnh đạo địa phương đã khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng tại khu vực có ca mắc, cũng như tiến hành cách ly những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân. Nhiều quy định phòng chống dịch cũng được áp dụng. Theo đó, các siêu thị, nhà hàng, chợ bán đồ tươi sống trong khu vực sẽ tạm thời phải đóng cửa trong 3 ngày. Người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan Chen Shih-chung cho biết, hiện Đài Loan cũng đồng thời siết chặt kiểm soát nhập cảnh và yêu cầu những người đến từ các quốc gia nơi lần đầu ghi nhận biến thể mới xuất hiện buộc phải cách ly tập trung. Trong 24 giờ, hòn đảo này ghi nhận thêm 80 trường hợp nhiễm và 13 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca mắc và tử vong lên lần lượt là hơn 14.500 và gần 650 ca. Trước sự lây lan rất nhanh của biến thể Delta, chính phủ Úc đã quyết định phong tỏa toàn bộ thành phố Sydney cùng nhiều khu vực khác ở bang New South Wales trong vòng 2 tuần, bắt đầu từ chiều ngày hôm qua 26 tháng 6. Thông báo trên được đưa ra sau khi New South Wales, bang đông dân nhất nước Úc, tục ghi nhận thêm 12 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca bệnh tại khu vực này lên 80 ca. Theo đó, những cư dân tại khu vực bị phong tỏa chỉ có thể rời khỏi nhà để đi chợ mua sắm nhu yếu phẩm, khám chữa bệnh, tập thể dục ngoài trời theo nhóm dưới 10 người hoặc đi làm đi học trong trường hợp bất khả kháng. Ngoài ra, các khu vực còn lại của bang New South Wales cũng phải tuân thủ các hạn chế phòng chống dịch như không tiếp quá 5 khách tại nhà cùng một lúc, bắt buộc đeo khẩu trang kể cả trong nhà và thực hiện giãn cách tối thiểu 4 mét. Bộ Y tế Anh cho biết nước này ghi nhận 18.270 ca mắc Covid mới trong vòng 24 giờ qua, mức tăng trong ngày cao nhất kể từ tháng 2 năm nay. Như vậy tính đến, đến nay Anh đã có tổng cộng hơn 4.717.800 trường hợp nhiễm bệnh. Trong khi đó, cùng ngày số ca tử vong do Covid-19 tại quốc gia này cũng tăng thêm 23 ca, lên gần 128.100 người. Những con số trên cho thấy số ca mắc Covid trên toàn nước Anh đã tăng gần 30%. Tuy nhiên, chiến dịch tiêm chủng vaccine cũng cho thấy đang mang lại nhiều hiệu quả trong việc hạn chế các tác động nghiêm trọng của biến thể Delta. Theo dữ liệu của Bộ Y tế Anh, trong số những người dưới 50 tuổi chiếm 90% tổng số 92.000 ca nhiễm biến thể Delta, thì không có trường hợp nào tử vong ở người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19. Trong khi đó, có tới 1.108 người trong 1.320 người nhiễm biến thể Delta phải nhập viện là chưa tiêm vaccine hoặc chỉ mới tiêm một mũi. bản tin dịch trưa trên kênh vnc đến đây cũng xin được phép khép lại cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin tiếp theo